sáng ngày 10 tháng 4, Vương Nhất Bác lên đường đến Hải Khẩu. Một số người nói rằng Vương Nhất Bác sẽ quay một chương trình tạp kỹ cho Tencent và sẽ kéo dài trong 40 ngày. Nhưng một số thông tin lại cho thấy hôm nay Vương Nhất Bác đã bay đến Hải Khẩu để quay phim tài liệu của kênh Discovery Channel. Quá trình quay phim hiện chỉ kéo dài khoảng một tuần. Thật tuyệt vời! Dù Vương Nhất Bác đến đó để quay phim tài liệu khám phá Trung Quốc hay là quay chương trình tạp kỹ của Tencent thì đều không quan trọng. Người hâm mộ luôn ủng hộ hết mình với những hoạt động của Vương Nhất Bác. Hashtag của bộ phim Truy Phong Giả trên Douyin đã vượt 10 tỷ lượt xem chỉ sau 20 ngày. Khốc Vân đã công bố báo cáo tóm tắt thành tích của bộ phim do CCTV8 phát sóng. Bộ phim đã đạt được xếp hạng cao và nhận được sự yêu thích của khán giả. Truy Phong Giả đã là nhà vô địch về xếp hạng trung bình cho tất cả các kênh phim truyền hình trong 3 tuần liên tiếp. Top 2 về xếp hạng cao nhất của tất cả các kênh phim truyền hình chính kịch năm 2024. Top 3 về xếp hạng trung bình của tất cả các kênh phim truyền hình chính kịch năm 2024. Xếp hạng người xem trung bình vượt quá 2% trong 3 lần. Xếp hạng cao nhất về lượng người xem theo thời gian thực vượt quá 2% trong 15 lần. Xếp hạng trung bình top 1 của phim truyền hình trên tất cả các kênh trong 18 lần. Xếp hạng trung bình top 1 của phim truyền hình vào khung giờ vàng trên tất cả các kênh trong 18 lần. Xếp hạng trung bình của toàn bộ phim truyền hình 1,7662%. Xếp hạng ở 4 khu vực chính vượt quá 2% và khu vực Tây Bắc đã giành chức vô địch với 2,9654% xếp hạng. Top 1 về xếp hạng ở thành phố, hạng nhất đến hạng 3. Top 1 phim truyền hình nổi tiếng toàn diện, 2 lần đạt chứng nhận phim truyền hình. Top 1 lượt xem hàng ngày trên tất cả các nền tảng trong 3 lần. Top 1 Vương Miện được yêu thích toàn diện 4 lần. Top 1 lượng phát lại theo yêu cầu trung bình hàng ngày của iQIYI trong quý 1. Top 1 khối lượng phát lại theo yêu cầu trung bình hàng ngày của iQIYI vào ngày 1 tháng 3. Top 3 khối lượng phát lại theo yêu cầu hàng ngày trong quý 1 cho tất cả các nền tảng. Ngày 8 tháng 4, bộ phim đã phá vỡ 1,5 tỷ khối lượng phát lại tích lũy trên tất cả các nền tảng. Mức độ phổ biến của nhân vật Ngụy Nhược Lai đạt 19.386, xếp hạng top 1 trong 17 lần, nhà vô địch quý 1, nhà vô địch tháng 3. Truy Phong Giả của Vương Nhất Bác thực sự đã giành được rất nhiều thành tích. Anh ấy đã nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ và thành công này hoàn toàn xứng đáng.